nhé. Và bây giờ bé Ba và Thúy Diện sẽ làm gì với chương trình Viết Tục Lộ Đồ tối đêm nay? Mời các bạn anh chị mình hãy hướng mắt về sân khấu. Người ta từng nói lần múa hay thì nhờ tiếng pháo, người diễn hay nhờ những chàng cổ tay. Ngay từ bây giờ hãy hướng mắt về sân khấu, gặp gỡ cho nó cùng với nghệ sĩ bé Ba, cùng với nghệ sĩ Thúy Diện. Ôi ơi, hai đứa mày tập luyện hồi nào mà cấm cảm chi? Trời ơi, một chàng múa tay đi à. Người đẹp Thúy Diện đứng trọn vẹn trên người của bé Ba, và bây giờ tư thế được thay đổi. Và bây giờ Thúy Diện và bé Ba sẽ làm gì đây? Cái đẹp giữa đó, cái đẹp chất trộn của người tốt.
14. Còn 14 thì hỏi em thì đố em nha. Rồi 14 mình đảo ngược lại là số mấy? 42. Cái gì mà vui gì má? 41. 41. 41 biết rồi má. 41. Tốt 11, tốt 10, tốt. Tốt 14, tốt 11, tốt 11. Mấy gì đây? Này gì đây, này gì đây, này gì đây, số gì đây? Này gì đây, này gì đây. Ơi là thế, đời sống không là bao. Ơi là bao, đời sống lâu là thế. Ơi được bao nhiêu, năm sống mà yêu nhau. Tốt 16, tốt 16 thì tốt 16.